Chào anh em thân mến, Xuân Trinh tôi chuyển nghề từ bác sĩ thú y sang đi phụ hồ nhá. Anh em chúng tôi không làm thú y đâu, đi phụ hồ thôi. Tôi bỏ nghề làm bác sĩ thú y nhá, chuyển sang đi xách bữa phụ hồ. Đi phụ hồ đây.
Chừng nghề này khó ăn hết đi các đại ca. Thôi nhưng mà không sao nhá, chuyển từ thú y sang phụ hồ.